Rồi quý vị ơi, hồi nãy tôi sẵn tôi quay cho ông anh Tài 30 cây 1 triệu, bây giờ sẵn tôi ké một lô này hôm nay luôn nha quý vị. Chứ là hôm nay tôi không có bán hàng nha. 4-5 ngày rồi không có đăng clip nha quý vị. Cái combo này có 3 cây 300 bao phí ship ha. Đó, anh chị em nào mua vui lòng chuyển tiền trước, chuyển 100k cũng được nha quý vị. Rồi, một cây ha. Đây cây số 2 nè. Cái này cái chậu bình dương nó mỏng nha quý vị. Tôi giờ tôi gói kỹ nha, đi về một cái nứt bể là không có đền nha quý vị. Có thì không bể thì cứ kiếm cái chậu khác vô nha, chứ đền không biết sao mà đền nha quý vị. Mấy clip trước tôi bán tôi cũng nói vậy rồi, tại cái chậu này nó dễ bể lắm. Chậu bình dương nó bằng đất nung, nó mỏng dánh. Còn những cái chậu này nó chắc lắm nha quý vị. Rồi, 3 cây 300 bao phí ship nha quý vị. Một lô duy nhất thôi quý vị ơi, xuống luôn quý vị ơi.